Yeah, xin chào bạn. Tôi là Dương Đình Phúc. Thì trong video này, Phúc giới thiệu với bạn khu vực thành viên của khóa học YouTube Mastery, khám phá vũ khí tối thượng của bậc thầy Internet Marketer. Đây chính là trang thành viên của khóa học YouTube Mastery. Đây là khu vực thành viên mà đã cung cấp cho bạn những cái tài liệu của khóa học YouTube Mastery. Ok. Thì khu vực thành viên này cung cấp khoảng hơn 25 video. Ok. Thì ngồi ra khi bạn đăng ký học YouTube Mastery, bạn được hỗ trợ thêm 7 phần mềm YouTube Marketing cùng với học YouTube Marketing Max Easy. Đây chính là học YouTube Marketing Max Easy. Ở đây cung cấp cho bạn thêm những cái tài liệu để bạn bổ sung nghiên cứu thêm về YouTube Marketing. Thì trong này có những cuốn sách về YouTube Marketing 101 bí quyết để được tìm thấy trên YouTube cùng với nhiều tài liệu giá trị khác. Thì trong những lần trước Phúc đã chia sẻ với bạn 4 video về YouTube Marketing. Thì trong 4 cái video đó Phúc đã chia sẻ với bạn 3 cái phần mềm nghiên cứu từ khóa, phần mềm lấy thẻ từ những video nổi tiếng trên YouTube và phần mềm để giúp bạn có thể tạo được video theo phong cách mới. Thì ngồi đây Phúc cung cấp thêm cho bạn 4 phần mềm, chúng ta có 7 phần mềm để mà dễ dàng sử dụng hiệu quả YouTube để áp dụng vào công việc nhanh của bạn. Ok, thì trong bộ tài liệu YouTube Marketing Max Easy lần này Phúc giới thiệu với bạn một cái tài liệu là 32 thủ thuật để mà chúng ta làm video chúng ta tốt hơn và tối ưu được kết quả cho cái công việc kinh doanh của bạn. Thì bộ tài liệu này do hai bậc thầy Internet Marketing, Matt Cutts và Mike Stickwatt. Ok, thì Phúc sẽ cung cấp cho bạn cái bộ tài liệu này. Bộ tài liệu này là những tài liệu mới nhất trong năm 2014 của hai bậc thầy Internet Marketing rất nổi tiếng trên thế giới. Ok. Và một video rất nổi tiếng dạo gần đây đó là video của ca sĩ Văn Mỹ Hương, ca khúc Đành Tiễn Em của cùng với nhạc sĩ Nghệ Phong. Thì đây là một video được sự tài trợ của chotop.vn. Thì đây là video tương tác. Tức là khi bạn xem ở trên YouTube này thì bạn có thể tương tác với những cái nút. Ví dụ đây, Phúc đã chọn sẵn. Tức là nó sẽ chèn những cái nút ở đây. Khi bạn bấm vào click để mua thì nó sẽ dẫn trực tiếp qua cái website mà họ đã chèn sẵn vào đây. Thì khi bạn xem video này ở trên một số kênh TV thì nó có những cái nút này. Tuy nhiên nó sẽ không có đường link. Thì cái kỹ thuật này chỉ được sử dụng trên YouTube. Thì nó sẽ có cái phần để các bạn có thể chèn vào những cái đường link vào những cái tấm hình này. Thì Phúc sẽ chia sẻ với bạn cái kỹ thuật chèn link để dẫn trực tiếp từ những video trên YouTube về lại website của bạn. Thì cái kỹ thuật này rất là khá cao cấp, Phúc sẽ chia sẻ cho bạn trong học YouTube Mastery. Thì ví dụ đây, chúng ta xem đến đây và chúng ta thấy bấm vào. Khi bấm thì video trên YouTube nó sẽ bao lại, nó sẽ dừng lại và nó sẽ mở qua cái website mà chúng ta, cái địa chỉ mà họ đã chèn sẵn vào trong website. Đây. Ok. Nó sẽ dẫn qua cái trang mà họ đã chèn link vào. Đúng không? Thì trong video này có rất nhiều cái đoạn, sẽ có những cái đoạn chèn cái ký hiệu đó, thì bạn có thể xem ở tiếp tục vị trí này. Đây. Đây, đây tiếp tục những cái đoạn đây, khi chúng ta bấm vào là sẽ dẫn trực tiếp qua cái website. Đây là video tương tác, thì số lượt xem hiện giờ là khoảng 6 triệu, hơn 6 triệu rồi. Ok, thì ở đây Phúc cũng chia sẻ với bạn cái kỹ thuật này Phúc đã sử dụng trong những cái đoạn viral video. Thì đây Phúc cũng, ví dụ bạn có thể xem video này, thì kỹ thuật cũng tương tự, nó tức là một cái chèn một cái đường link vào trong video trên YouTube. Thì chúng ta sẽ play cái video này để xem kỹ thuật sử dụng như thế nào. Ok.
Ok. Ok, thì bạn sẽ muốn xem đây. Phúc để chèn một cái đường link vào cái tấm hình này, chỉ cần bấm nó sẽ điều hướng qua website Phúc để cài đặt sẵn. Đó là cái trang và quà tặng học Facebook tham gia Spa Bay đây. Đây là trang quà tặng Phúc để chèn sẵn vào. Ok, thì bạn có thể xem một số kỹ thuật của Phúc để sử dụng trong đoạn video này. Thì ở cuối video này Phúc chèn thêm một lời kêu gọi hành động. Đó chính là lời kêu gọi hành động Phúc để chèn. Và còn cuối đoạn video này thì những kỹ thuật này Phúc sẽ chia sẻ với bạn trong học YouTube Mastery. Nó điều hướng bấm vào bên dưới này đây để cùng chèn một đường link, để chỉ bấm vào đây, bấm vào cũng sẽ dẫn qua trang thu thông tin. Ok, thì các bạn thấy khi chúng ta áp dụng những kỹ thuật đó thì nó sẽ giúp gia tăng được lượng người đăng ký vào cái bản tin của chúng ta, ví dụ đây 16 19 cứ đều đặn như vậy. Thì các bạn thấy những cái thông báo này là những người đăng ký khi áp dụng kỹ thuật viral video trên YouTube. Ok, về bài không phải hành động nhanh, thì trong khóa học lần này Phúc cập nhật cho bạn cái bộ công cụ để tạo video theo phong cách mới trị giá đến 199 đô, thì nó chỉ dành tặng cho 10 bạn đầu tiên khi tham gia vào khóa học YouTube Mastery. Đó là nếu bạn muốn nhanh chóng nhận được cái bộ công cụ này thì cần phải hành động thật nhanh nhé. Và hẹn gặp bạn ở trong khóa học YouTube Mastery. Xin chào bạn.